Chúng ta sẽ đến với phần ngữ pháp ngày hôm nay nha. Lesson 3, Grammar 1. Listen and read what day is happening in the photos. Ok, chúng ta sẽ nghe này. Có audio nghe trên trang website English Dream Mom này. Đó, và chúng ta sẽ đọc. Bây giờ cô và các bạn sẽ đọc cái phần này. What is happening in the photos? Các bạn chú ý tới cái phần câu hỏi nhé. Có cái gì xảy ra ở trong cái tấm ảnh này? Ở đây chúng ta có Rio, Brazil, L uốn cong lưỡi và Notting Hill, the UK. Ok, Notting hoặc Notting Hill, đọc theo giọng của anh Mỹ. Ok, chúng ta cùng bắt đầu đọc nha. The Notting Hill Carnival is not as big as the carnival in Rio. TH ở đây chúng ta đẩy lưỡi này. Notting ở đây chúng ta có T trung âm nằm giữa hai nguyên âm, đọc là D theo giọng của anh Mỹ. Hill, L chúng ta uốn cong lưỡi. Carnival cũng vậy. In Rio, but did chúng ta nối âm và có T trung âm, đọc là D. But did days, nối âm tiếp, chúng ta có T trung âm. It is the largest, GE ở đây là âm J này. Largest street festival, L uốn cong lưỡi, in the UK, ở đây đọc là the, là the, bởi vì là nguyên âm U này bắt đầu của từ đằng sau. It's S ending sound as, it said, chúng ta có thể nối âm. Colorful, L uốn cong lưỡi, as the carnival in Rio, and it's the most exciting, hoặc là exciting, T trung âm, event in London every year. This, TH chúng ta đẩy lưỡi, TH tỏ này. S ending sound, year, the carnival, L uốn cong lưỡi, will, L uốn cong lưỡi, be better, T trung âm, than. TH đẩy lưỡi, ever. There, TH đẩy lưỡi, will be a competition, T-I-N, dấu hiệu của âm sờ nặng này. For the best costume, and there, TH đẩy lưỡi, will, L chúng ta uốn cong lưỡi, be lots of, chúng ta nối âm, wonderful music, don't miss it. Ok, S ending sound ở đây và chúng ta nối âm, don't miss it. Chúng ta đọc lại cái phần này nhé. The Notting Hill Carnival is not as big as the carnival in Rio, but it is the largest street festival in the UK. It's as colorful as the carnival in Rio, and it's the most exciting event in London every year. This year, the carnival will be better than ever. There will be a competition for the best costume, and there will be lots of wonderful music. Don't miss it. Alright, that's it. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần read and learn. Chúng ta đọc bài chủ yếu là chúng ta sẽ luyện âm nữa. Đọc bài lấy thông tin và luyện âm nữa. Ok. Read and learn comparative and superlatives. Chúng ta có so sánh hơn và so sánh nhất. Comparatives, chúng ta có ví dụ này. This year, TH chúng ta đẩy lưỡi, S ending sound này. The carnival, TH đẩy lưỡi, K, C ở đây phiên âm là K. Carnival, L chúng ta uốn cong lưỡi. Will, chúng ta uốn là be better than. T ở đây là T trung âm này. Và họ in đỏ đây cho chúng ta thì nó là cái phần cấu trúc này. Phần người ta thể hiện cái so sánh hơn ở đây trong câu này. Better than. Better là cái tính từ bất quy tắc của từ good. Ok. Good, better than. TH đẩy lưỡi, ever. Ok. Comparative, better than. Chúng ta sẽ cần một cái tính từ này đua thêm đuôi er này. Và có một cái từ nữa là than, hơn cái gì đó. Alright. Tiếp đến chúng ta sẽ có so sánh nhất. Thì chúng ta sẽ có the này cộng với tính từ và thêm đuôi est. Còn nếu mà tính từ dài ý, nó có nhiều âm tiết trở lên ý, thì chúng ta sẽ có là the cộng với most cộng với cái tính từ đó, không thêm thắt một cái gì cả. Ở đây chúng ta có hai dạng này, một cái là dạng tính từ ngắn và một cái là dạng tính từ dài. It's ascending sound, the, thế chúng ta đẩy lưỡi, largest, âm j này. Street festival, L chúng ta uốn cong lưỡi, in the UK, the UK. It's ascending sound, the most exciting, exciting event in London every year. Và đây chúng ta có tính từ ngắn thì chúng ta sẽ có the này cộng với tính từ đó và thêm đuôi est. Còn nếu tính từ dài thì chúng ta sẽ có the này cộng với most và cộng với cái tính từ đó, the most exciting. Thú vị nhất, hứng thú nhất, the largest, lớn nhất. Ok,
Next one. You ask us to show that there is no difference between two people or things. Chúng ta sẽ sử dụng as, okay, you, okay, you để thể hiện rằng không có sự khác biệt nào giữa hai người hoặc là hai vật. Các bạn có thể nhìn thấy nhờ lướt xuống lại cái phần bài đọc của chúng ta có thể thấy có cái phần not as big as này, is as colorful as này, đó. Rồi ví dụ như ở đây, đó họ trích luôn cái câu mà chúng ta vừa đọc này. Is as ending sound as the colorful as the carnival in Rio. Okay. Giống như as có nghĩa là giống như, và use not as là không giống như này. Ngược lại với cái as ở bên trên, chúng ta cho phủ định not này. To show that there is a difference between two people or things sẽ cho chúng ta biết rằng là ở đó có cái sự khác biệt này giữa hai người hoặc là hai vật. Ví dụ như ở đây, the Notting Hill Carnival is not as big as the Carnival in Rio. Cái lễ hội hóa trang ở Notting Hill thì không lớn bằng, ok, không lớn bằng cái lễ hội hóa trang ở Rio, Brazil. Alright, đã xếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi luyện tập cái phần này này của chúng ta này. Away the time, okay. Read in circle. Only is the có giờ ở đây thì chúng ta sẽ chọn là so sánh nhất. Funniest boy in the class. S ending sound. Alright, ở đây họ đã làm cho chúng ta rồi. I think football is the. Okay, có giờ ở đây chúng ta sẽ chọn so sánh nhất. The best sport in the world. Nối âm. TH đẩy lưỡi. Next one, number 3. My bag is. Ok, có than ở đây. Vậy chúng ta sẽ xem là big hay là bigger. Tất nhiên là bigger rồi. Alright, tính từ. Thêm ear. Bigger than your bag. TH để lưỡi nhé. Next one, Katie. T trung âm is than. Ok, chúng ta sẽ có là friendlier. Friendlier là dạng của tính so sánh hơn. Ok, than her sister. TH để lưỡi. Next one. Ở đây number 4, cities, Z ending sound, zar, chúng ta nối âm. Than, ok, vậy chúng ta sẽ có, ở đây expensive là một cái tính từ có nhiều âm tiết này, tính từ dài này. Và chúng ta sẽ sử dụng more expensive, ok, most expensive là nó thuộc về so sánh nhất rồi. Than books, S ending sound, các bạn có nhìn thấy không? Alright, number 6, I think history. Think history was a Z ending sound the. Có the ở đây thì chúng ta sẽ nhớ đến so sánh nhất, ok, the most interesting lessons today, ok. Rồi bài số 4 thì